Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Giao thông an toàn được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa có dự thảo báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội và giám sát hoạt động chất vấn đối với lĩnh vực giao thông. Trong bản báo cáo này, Bộ Giao thông Vận tải cho biết 15 trên 19 trạm BOT có vấn đề đã được khắc phục, 4 trạm còn lại chưa thể xử lý do tính chất đặc thù. Theo Bộ Giao thông Vận tải, 4 trạm là Bỉm Sơn, Thanh Hóa, trạm trên quốc lộ 3, đường Thái Nguyên, Chợ Mới, trạm La Sơn, Túy Loan và trạm T2 hoàn vốn cho dự án BOT quốc lộ 91, 91B chưa được thu phí, gây sụt giảm doanh thu. Việc này không khắc phục sớm sẽ phá vỡ phương án tài chính, phát sinh nợ xấu, ảnh hưởng đến chính sách điều hành tiền tệ của quốc gia, cũng như môi trường thu hút đầu tư, tạo áp lực về ngân sách nhà nước trong các giai đoạn tiếp theo. Vì vậy, Bộ Giao thông Vận tải đưa ra giải pháp nếu không thể thu phí ở trạm Bỉm Sơn, Thanh Hóa, trạm trên quốc lộ 3, đường Thái Nguyên, Chợ Mới, Bộ sẽ báo cáo Chính phủ bố trí ngân sách nhà nước để hỗ trợ, thanh toán cho nhà đầu tư. Đối với trạm T2, Bộ đã thống nhất với địa phương dừng thu phí, dùng ngân sách nhà nước bố trí cho dự án. Còn trạm La Sơn, Túy Loan có thể xem xét tiến hành thu phí trở lại. Trước đây, việc đặt các trạm BOT để hoàn vốn cho dự án đều được các bộ, ngành và địa phương thống nhất. Cạnh đó, các hợp đồng BOT, nhà nước có cam kết cho phép nhà đầu tư tổ chức thu phí tại các trạm này để hoàn vốn cho dự án. Thưa quý vị, cho rằng việc tạm dừng thu phí làm giảm hiệu quả đầu tư xây dựng và khai thác tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, do đó Bộ Giao thông Vận tải đã có đề xuất Chính phủ thông qua đề án thu phí đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét chấp thuận việc thực hiện thu phí sử dụng đường cao tốc qua trạm thu phí trên cao tốc này. Theo Bộ Giao thông Vận tải, sau khi tạm dừng thu phí từ mùng 1 tháng 1 năm 2019, lưu lượng phương tiện trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương tăng đột biến, nhất là các ngày cuối tuần. Nhiều phương tiện vi phạm đi vào làn dừng khẩn cấp, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Việc tạm dừng thu phí làm giảm hiệu quả đầu tư xây dựng và khai thác tuyến cao tốc. Do đó, nhu cầu tiếp tục thu phí trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương để tăng cường hiệu quả khai thác, tăng cường công tác quản lý trật tự an toàn giao thông trên tuyến là rất cấp thiết. Theo thiết kế, vận tốc tối đa của đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương là 120 km/h, vận tốc trung bình khi thu phí là 100 km/h. Do lưu lượng xe đông nên vận tốc trung bình trên đường cao tốc này giảm chỉ còn 60 đến 70 km/h. Tại thời điểm thông xe, Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương là tuyến đường cao tốc hoàn chỉnh đầu tiên tại Việt Nam với 4 làn xe hoàn chỉnh và 2 làn dừng khẩn cấp. Đưa vào khai thác đã rút ngắn thời gian lưu thông từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Tiền Giang từ 90 phút xuống còn 30 phút. Mới đây, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, việc phải đóng cửa một đường băng sẽ làm giảm năng lực khai thác các chuyến bay khoảng từ 30 đến 35% so với trước tại các sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, Cục Hàng không Việt Nam, các hãng và đơn vị quản lý cảng đã có phương án đảm bảo đáp ứng nhu cầu đi lại bằng đường hàng không, kể cả dịp cao điểm hè năm nay và Tết Nguyên đán sắp tới. Theo đó, sau khi đóng cửa một đường băng, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ chỉ còn khai thác được 32 chuyến một giờ, giảm 12 chuyến so với hai đường băng. Tương tự, sân bay Nội Bài giảm còn 29 chuyến so với 32 chuyến một giờ trước đây. Tuy nhiên, việc tần suất cất hạ cánh giảm không ảnh hưởng nhiều đến nhu cầu khai thác bởi đường bay quốc tế hiện chưa được mở lại. Tại sân bay Nội Bài, các đơn vị thi công sẽ tập trung vào việc sửa chữa trước 3.200 mét đường bay cất hạ cánh 1B, đảm bảo hoàn thành để kịp phục vụ Tết Nguyên đán năm 2021. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, các đơn vị thi công cũng sẽ tập trung vào các hạng mục đường cất hạ cánh để kịp phục vụ dịp cao điểm Tết Nguyên đán năm 2021. Ngoài ra, các hãng đã lên kế hoạch phục vụ hành khách trong điều kiện sân bay chỉ còn một đường băng khai thác. Trong đó, nhiều chuyến bay chuyển từ khung giờ cao điểm sang thấp điểm. Một số chuyến bay đã có lịch khai thác và bán vé trước đó bị hủy. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết, theo báo cáo nghiên cứu khả thi vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, cầu Vĩnh Tuy 2 sẽ có thiết kế với hình dáng tương tự cầu giai đoạn 1, gồm 4 làn xe lưu thông. Dưới đây là một số hình ảnh phối cảnh công trình do ban cung cấp.
Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố, được xây dựng về phía hạ lưu sông Hồng. Tim cầu nằm song song và cách tim cầu Vĩnh Tuy 1 là 21,25 m. Cầu có tổng chiều dài và đường dẫn hơn 3,4 km, mặt cắt ngang 19,25 m, 4 làn xe, chiều cao tĩnh 0,11 m. Điểm đầu giao với đường Nguyễn Khoái và đường Minh Khai, điểm cuối giao với đường Long Biên, Thạch Bàn, đường Cổ Linh. Việc đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy 2 trong giai đoạn 2020-2022 nhằm hoàn thiện cầu Vĩnh Tuy theo đúng thiết kế quy hoạch trước đó và hoàn thiện toàn bộ đường vành đai 2 của thành phố Hà Nội, tăng cường khả năng lưu thông giữa hai bờ sông Hồng, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày một tăng nhanh giữa trung tâm thủ đô với khu vực phía Bắc và Đông Bắc thành phố. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Cục Hàng không Việt Nam vừa ký kết ban hành quyết định cấm bay 12 tháng nữ hành khách sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Quyết định có hiệu lực đến hết ngày 3 tháng 7 năm 2021. Trong 6 tháng sau đó, nữ hành khách này sẽ tiếp tục bị áp dụng biện pháp kiểm tra trực quan bắt buộc nếu muốn đi máy bay. Trước đó, nữ hành khách này được xác định có hành vi gây rối, cụ thể là sử dụng điện thoại khi tàu bay đang lăn để chuẩn bị cất cánh. Tiếp viên trưởng chuyến bay đã yêu cầu tắt điện thoại, nhưng hành khách này không hợp tác và ném điện thoại vào mặt tiếp viên trưởng. Thậm chí, nữ hành khách còn vi phạm trật tự công cộng, to tiếng với hành khách kế bên khi được đề nghị chấp hành quy định. Vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày 3 tháng 7 tại ngã tư Thiên Trường, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình giữa xe tải và xe container khiến các tài xế xe tải mắc kẹt trong cabin. Theo những người chứng kiến sự việc, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, xe tải mang biển kiểm soát Hải Phòng từ phía cầu Vũ Đông đến ngã tư Thiên Trường rẽ trái về phía Tiền Hải khi đèn đang dừng xanh, còn xe tải mang biển kiểm soát Thái Nguyên từ phía Nhi đi thẳng về phía cầu Đông Vũ. Khi tới ngã tư Thiên Trường, hai xe đấu đầu nhau khiến tài xế xe tải mắc kẹt trong cabin, bị thương nặng, được người dân giải cứu và đưa đi cấp cứu. Công an thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc đang xác minh làm rõ một vụ việc người vi phạm giao thông bị thương gần chốt cảnh sát giao thông. Trước đó, một nam thanh niên quê ở Tuyên Quang điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm đến khu vực ngã tư Nguyễn Tất Thành, Hai Bà Trưng, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên thì phát hiện lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ nên đã quay đầu xe đi ngược chiều. Ngay sau đó, một chiến sĩ cảnh sát giao thông trong tổ tuần tra đứng cách ngã tư gần 100 m bước tới ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng nam thanh niên không chấp hành mà bật đèn pha và lao thẳng vào chiến sĩ cảnh sát giao thông. Khi bị đèn pha chiếu chói mắt, cán bộ cảnh sát giao thông chỉ giơ gậy ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng nam thanh niên này lao thẳng, trúng tay cán bộ cảnh sát giao thông, khiến nam cảnh sát giao thông suýt ngã vào xe máy, rồi người này phóng xe đi. Về thương tích, nam thanh niên này bị thương ở sống mũi, còn chiến sĩ cảnh sát giao thông bị va nhẹ vào người nên không bị thương. Chiếc xe tải nhãn hiệu Kia mang biển kiểm soát 98C ngang nhiên rẽ từ đường dẫn vào đường gom, nhập làn và chạy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội-Bắc Giang theo hướng đi Bắc Giang. Đoạn cao tốc này tốc độ tối đa là 100 km/h. Hành vi đi ngược chiều tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Với hành vi trên, về mức xử lý, theo Nghị định 100 về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ và đường sắt, lái xe sẽ bị phạt tiền từ 16 đến 18 triệu đồng đối với người điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc. Toàn bộ sự việc xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng ngày hôm qua tại Thanh Hóa đã được camera hành trình của ô tô lưu thông cùng thời điểm ghi lại. Theo đó, vào thời điểm này, xe ben đang lưu thông với tốc độ trung bình trên đường. Khi chạy gần tới ngã ba, tài xế xe ben bất ngờ đánh lái sang phải, dồn thanh niên chạy xe máy cùng chiều vào thế khó. May mắn là thanh niên này đã có phản ứng cực nhanh, đánh lái lao xe lên bãi cỏ bên đường để tránh va chạm với xe ben. Nhiều ý kiến cho rằng ở tình huống này, rất có thể nguyên nhân là do chiếc xe 4 chỗ chạy phía trước xe ben rẽ đột ngột. Bên cạnh đó thì cũng có ý kiến nhận định tài xế xe ben đã bị mất tập trung và thiếu quan sát ở tình huống này. Uống rượu bia và lái xe, giá đắt phải trả. À!
Thưa quý vị, được các tỉnh, thành phố ủy quyền đảm nhận hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng, hiệu chỉnh và thực hiện công tác kiểm định căn xe lưu động. Nhưng thời gian qua, Công ty Cổ phần Tự động hóa và Cơ khí Điện tử Hanel đã liên tục bị phản ánh chậm bàn giao cân lưu động sau kiểm định. Tình trạng trên đã và đang gây ảnh hưởng tới hoạt động kiểm soát tải trọng xe, hư hỏng đường xá. Và để làm rõ câu chuyện này, VTC14 đã có cuộc trao đổi với ông Đặng Hữu Đạt, Giám đốc Công ty Cổ phần Tự động hóa và Cơ khí Điện tử Hanel. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông, được biết trong cái thời gian vừa qua thì rất nhiều địa phương họ có phàn nàn về cái việc là khi mà đưa cân lưu động đi kiểm định cũng như là hiệu chỉnh sửa chữa thì cái thời gian nó diễn ra là quá lâu. Với cái trách nhiệm là đơn vị đang được các tỉnh thành phố ủy quyền về cái vấn đề này thì ông có ý kiến gì ạ? Cái việc chậm trễ năm nay là cũng là một cái trường hợp tương đối đặc biệt do cái ảnh hưởng của cái dịch Covid. Thì thông thường trước đây thì chúng tôi phân theo một cái từng nhóm cách quản nhau. Nhưng năm nay thì sau đợt dịch là hầu hết các tỉnh đều đến cái lịch kiểm định và người ta đồng loạt gửi về. Cho nên là cái lượng bản cân nó một lần về nó đông, trên cái thời gian nó kéo dài hơn. Chủ yếu là như vậy. Đơn vị là nhà cung cấp cái trạm cân lưu động này cho các tỉnh thành phố từ năm 2013 đến nay và gần như là cũng là mang một cái tính chất độc quyền và sửa chữa cũng độc quyền. Phải chăng với số lượng cân nó quá lớn như vậy đã dẫn tới cái việc chậm trễ trong cái vấn đề bàn giao trạm cân cho các cái đơn vị đã được ủy quyền? Theo tôi thì cái khái niệm độc quyền cũng phải phân tích kỹ ở chỗ rằng là cái thiết bị mà kiểm tra cân quá tải mà gọi là cân xách tay thì cái đơn vị chúng tôi chỉ một phần thôi. Mỗi tỉnh bây giờ nếu kể cả cân xách tay và cái trạm cân của tôi thì trạm cân của tôi mỗi tỉnh chỉ có một bộ. Ngoài ra họ còn có 5-7 bộ cộng với bên công an cũng từng ấy nữa. Nên số lượng là cái cân kiểm tra là rất là nhiều. Nhưng mà tôi thì chỉ một đơn vị thôi và chúng tôi được cái quyền cung cấp là sau khi đấu thầu. Và khi mà nhận rồi thì chúng tôi đảm nhận cái chuyện thiết kế, chế tạo, cung cấp và duy trì hoạt động cho đến bây giờ. Chúng tôi bảo hành 2 năm. Sau thời gian bảo hành ấy rồi thì cái việc sửa chữa và kiểm định là trách nhiệm thuộc về các tỉnh. Thế khi họ ủy quyền cho chúng tôi thì chúng tôi làm. Thực ra ở khái niệm độc quyền ở đây thì nó chỉ có một góc độ thôi, là về kỹ thuật ấy, thì cho đến bây giờ là chúng tôi là cái nhà cung cấp chuyên nghiệp, kể cả về trình độ vẫn về kinh nghiệm. Trên là các đơn vị thì tín nhiệm và thì chúng tôi làm. Và chúng tôi làm là với cái tinh thần là cũng nỗ lực và cố gắng hết sức. Với trách nhiệm là cái đơn vị sửa chữa cũng như là cung cấp các cái thiết bị liên quan đến các trạm cân lưu động, vậy ông có thể cụ thể hơn là hiện nay cái việc sửa chữa cũng như là kiểm định nó mất thời gian khoảng bao lâu và có cái khó khăn gì không? Thời hạn sử dụng của cái thiết bị mà dùng trong cái môi trường khắc nghiệt như cái trạm cân này thì theo cái tiêu chuẩn chính của nhà cung cấp Canada thì nó là 5 năm. Các cái thiết bị điện tử mà dùng trong phòng, thí dụ như máy tính thì quy định hiện nay tối đa là 10 năm. Chứ còn thiết bị đã dùng ngoài trời thì nó chỉ là 5 năm thôi. Sau 7 năm thì cái thời gian sửa chữa nó kéo dài hơn, nó sẽ chậm hơn, phức tạp hơn. Và đồng thời thì cái sự chậm này như tôi nói là nó cũng ảnh hưởng chung của rất nhiều những đơn vị có liên quan. Ví dụ đơn vị vận chuyển, chúng tôi là người sửa chữa, được ủy quyền và cái đơn vị kiểm định là tổng cục trong đo lường tiêu chuẩn đều bị ảnh hưởng chậm lại và mất thời gian do cái dịch bệnh. Xin cảm ơn ông đã có cuộc trao đổi với kênh truyền hình VTC14. Bản tin giao thông an toàn ngày 3 tháng 7 của kênh VTC14 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.